trong đó 4 người tàng trữ ma túy trong người. Vụ việc được nhanh chóng điều tra làm rõ. Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. 19 người khác có cùng hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị cơ quan điều tra xử lý hành chính, gửi thông báo về địa phương quản lý theo dõi. Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận biểu dương tinh thần kiên quyết, kịp thời trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đã góp phần kéo giảm loại tội phạm này, làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án mà lực lượng công an thành phố đã khám phá trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập ngành 19 tháng 8.